Qua nha. Đây là kim sẵn rồi, đã sổ ở nhà và gần những đàm rồi đó, để chúng ta sạch vào. Bây giờ sao vết châm còn yếu nhà NT tay nhức tay, có tiền sử thoái hóa khớp cổ xương lưng, đau đầu, viêm họng. Ở viêm họng ở đấy nhỉ? Có viêm họng có, nhưng mà có rát lắm không? Có bị chở cái kiểu không có cái đờm đặc đặc á. Mẹ hết thuốc cũng uống rồi nhỉ? Nó còn có cái không biết có hết rồi. À, mắt trong mặt đó rồi. Cho mở tay trước. Tê tay giọng kinh nhạc. Tê nhức một cả bàn tay hay là như từ trên đầy xuống luôn. Một bên kinh đại trường, cái kinh đại trường tập cốc. Tức không? Tức. Cái dọc kinh đại trường, cái lưng ngoại quan đặt sát ra, đẩy nhẹ qua ra, đẩy nhẹ vào hai ngón tay, tức không chỉ đẩy nhẹ vào hai ngón tay, tức một tâm lý nhân tê tay thì không được thiếu kinh đại trường rồi, phụ tâm lý ấn vào đầu chói tức. Vai gáy cái bói có vai gáy này là bị cái gì nhỉ, trung chữ gai rồi, chói không biết gai chói không biết chưa cái luôn nguyên kinh vậy chứ chói được được. Tức máu hai tay nữa, chói tức máu lên nói nhiều cái thêm phát huyệt bộ phế hỗ trợ điều trị viêm họng. Đường nhiều cái tiêm xích chặt chói tay kia. Có
góc ngoại quan. Cục gì? Thái khê, thái khê cấy mình hơi véo lên đấy, véo lên đấy. À, thái uyên đấy, sau đó mình luồn đến cấy rất dễ này. Nó đi về đi. Kim Dung chọn sử dụng khi ảnh chọn tự sao mà cao từng họ để chú quảng chữa cho hết đầy đầm thêm rồi khô họng. Đố các kiểu. Nếu khô họng mình chỉ cấy thêm dịch môi. Trời. Em đổ kim không? Dịch môn khô họng nó vướng đờm một cỗ nhiều có rát mà không phải uống thuốc tây gì không mẹ thì uống phải chịu uống ngậm cái nơi với lại uống thuốc cúm đó. Đau là gì? Anh đi trong mặt thôi chứ đau thì đứng. Vừa có dịch môn vừa chị chóng mặt nhé. Vừa lại chị được khô họng. Trời. Trời. Tức. Này vận mạch, vận mạch vận động cảm giác cái hết bài máu ăn trên xuất cốc không phải một khối nhưng mà ấn vào rất là chói, sau đó mình lấy cách mỗi bên 1 cm thôi sẽ là cái đường đi anh lấy cho đây 1 cm là sờ chói.
đây chói lệch 1 cm, thấy hướng kim xuống. Cái tay cái mẹ mày dí gần cái tay đó, cái tay. Giữ để chặt thì máu đi mẹ ăn. Quên mất, con này có cái lạng còng mèo trong xe mấy người đó. Đây cho tôi không cho mấy. Đây. Nằm cái này thì cấy luôn. Đã chung con luôn kia hả? Chói. Đây, chói. Chói. Đã chung con kia hả? Mình cấy hướng lên trên. Hạ tình xuống. Tức. Đây, kia hạ cấy luôn. Cứ thế này mình chỉ cắt một loạt nữa lần trước. Đực. Con gì này. Cái bụng dày mỡ mình cái thẳng hơn luôn. Huyết hải mẹ mất ngủ không? Ngủ thì nó bình thường. Ngủ thì vì tình cũng có thiếu ngủ. Chỉ cái chân mất ngủ chói. Không việc gì. Chói. Đau đầu thôi rồi. Chặt mạnh. Cắt. Cái tốc tâm lý dương năm tiền có còn đai làm đâu mà chưa quãng tâm đừng ước được đủ có còn đai làm để tâm rồi khỏi hơn rồi ước chúng ta không thấy bà mạnh là nhắm mắt đi dương năm tiền tức tức nữa. Tâm ra phục được thay khê những huyệt để bổ dưỡng căn thận không bị thiếu. Hai cái mũi dưới ông thì mình nứt lắm.
Nó dao cấy cẩn thận, cái không được cấy thẳng, kim xuống nhé. Cái cái nghiêng kim, không là đâm vào dây thần kinh tí luôn cả tuần này. Trái cây của bạn cái xuyên kim. Quan sát hoặc là mới lấy rung. Đâu không, đừng rung, rung mà. Cái thái sung xuyên xuống hành gian. Tức dạy khê điều trị đau nhức các khớp. Chói. 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 Không chói. Hít hơi. Hành huyết giảm đau. Tâm lý kiện tỳ trừ thấp nhân nam tuyền thư cân và lạc tam ma gia phục vụ thay thế cổ căn thận. Tức luôn ạ. Con nào tức cái đó luôn. Mình đã thấy sung. Nhưng cứng như tức hay là bút. Rồi cho nó úp cái lưng. Đào cái lưng chưa? Đào xong rồi. Đã đồng chưa xong nhưng mà sẽ cấy. Ý sẽ cấy dậy ướng dậy như sau. Lưng 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 bị đẻ, lưng này mình đẩy lên phía trước rồi, chuyển sang phía trước rồi, lõm. Mà mày có cái sẹo lõm lưng nhỉ? Sẹo đồng chức lần lên cái nâu. Đau ngang thắt lưng hay là đau vậy chứ hả? Đau đứng cái xương đầy, đứng đứng đi còn. Đau như cái chỗ nó là bị dai cuộc sống vậy. Trời ơi. Đây chú ăn. Không có mơ. Đau giữa cuộc sống rồi nè. Đứa, 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 đứa. Đây này nó có cái cột xuống rồi. Cho anh. Cái làm tên, con phải làm tên cho anh. Ở đây. Đúng rồi. Một này. Một điểm. Đoạn khe này là nó hơi hẹp thì mình không nên lấy. Không nên cấy sâu vào mà mình cấy nông cái trên này. Vừa đến rồi, tức á. Rồi cố tình chọc vào khe mà nó không tan nữa. Cho anh. Có. Khe L5F1, L4L5. Cái vừa đến khe gần sâu tức ạ. Đấy cho anh. Khe đau sang bên cái này. Cho anh. Tức hướng thẳng của tấm
Rồi. Đây. Đây. Sờ đúng điểm.